Thời điểm này, trà vải sớm đã ra hoa khoảng 30-40% diện tích. Trà vải chính vụ đang trổ hoa. Những ngày qua, đêm và sáng se lạnh, trên cây vải đã xuất hiện một số dịch hại ảnh hưởng đến thụ phấn của hoa như bệnh thán thư, sương mai và sâu đo. Bắt đầu chuẩn bị đến khi mà ra hoa, tôi đã phun thuốc kích thích cho ra hoa đều, đẹp. Đồng thời, tôi sẽ phun cái thuốc sâu. Đầu tiên là phun nước sâu cho nó tránh cái cắn chẽ và sâu được thân từ cái cành đấy, sâu cành và cắn chẽ đến khi ra hoa. Đến khi ra hoa rồi thì nghe cái thông tin thì chúng tôi sẽ phun cái thuốc để tránh cái mốc xương. Nhưng năm nay thời tiết nó khô hanh thì chưa phải phun. Nếu mà có mưa thì chúng tôi sẽ phun cái thuốc để đảm bảo đã ra hoa là có quả, mà đã có quả là chắc chắn là sẽ thắng lợi. Cây vải trong giai đoạn ra hoa khi gặp thời tiết không thuận lợi, khi nhiệt độ thấp, độ ẩm cao sẽ phát sinh sâu bệnh. Do đó, việc thường xuyên kiểm tra vườn vải chủ động các biện pháp chăm sóc phòng trừ dịch hại nhằm bảo vệ chùm hoa là điều hết sức cần thiết, có ý nghĩa quyết định đến khả năng thụ phấn và hình thành quả vải non. Cái bệnh sương mai là một trong những bệnh mà cũng nguy hiểm trên cây vải, đặc biệt là giai đoạn ra hoa. Thế rồi giai đoạn quả thì sau này nó cũng bị gây hại rất nhiều. Thì để phòng trừ sương mai của quả thì chúng ta chú ý là bám sát thời tiết, mà khi thời tiết thấy rằng một nó có sương mù ẩm, thời tiết hơi se lạnh hoặc là có gió mùa đông bắc mưa phùn thì tiến hành là phải phun phòng. Thì ở đây chúng ta phun phòng thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại thuốc đặc hiệu có khả năng phòng trừ bệnh sương mai cao, ví dụ như cái thuốc chứa hoạt chất là thuốc insulin. Thì chúng ta tiến hành phun và có khi phải chúng ta có thể phải phun nhắc lại, thì thời gian phun lần thứ hai cách lần trước khoảng từ 5-7 ngày. Trong cái thời điều kiện mà thời tiết âm u thuận tiện cho cái bệnh sương mai cũng như cái bệnh thán thư phát triển gây hại, thì bà con cần lưu ý là phòng trừ hai cái bệnh này sớm ngay từ giai đoạn này. Bà con thể sử dụng các loại thuốc có khả năng phòng trừ nấm phổ rộng như là Amita 250 EC, hoặc là bà con có thể sử dụng cái sản phẩm là Insuran, là một cái loại thuốc mà đặc trị cho cái bệnh sương mai, chuyên biệt cho cái bệnh sương mai này. Bà con lưu ý là chúng ta phun phòng sớm để tránh lây nhiễm bệnh làm cho hoa của chúng ta bị rụng cũng như là bị hỏng, dẫn tới là sau này không hình thành quả được. Theo các chuyên gia khuyến nông, bệnh sương mai gây hại trên cây vải từ thời kỳ ra hoa, đậu quả đến khi thu hoạch. Nhưng nguy hiểm hơn cả là trong thời kỳ ra hoa đến đậu quả, bệnh có thể gây rụng hoa, rụng quả hàng loạt. Ban đầu trên chùm hoa và chùm quả xuất hiện các đốm đen nhỏ, rồi lan rộng bao cuống nhánh hoa quả. Sau đó toàn bộ chùm hoa biến thành màu nâu đen. Nếu trời khô nắng, cuống bị khô, tóp lại. Nếu có mưa, ẩm nhánh hoa và cuống hoa bị thối gãy. Quả bị rụng, bệnh phát sinh mạnh trong điều kiện thời tiết có độ ẩm không khí cao, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Để đảm bảo cây vải ra hoa đậu quả tốt, bà con nông dân nên chủ động phun thuốc bảo vệ thực vật khi bệnh chớm xuất hiện bằng thuốc Amista và thuốc Insuran, giúp cây vải sạch bệnh, thụ phấn đậu quả tốt.